Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Mới GSC. Thế Giới Mới GSC đại diện chính thức quy ra tại Việt Nam. Xin giới thiệu đến các bạn cờ lê tự điều chỉnh 6004, các size khác nhau. Ở đây mình xin giới thiệu size nhỏ nhất của 6004XS là từ 7 cho đến 10. Tiếp theo 6004 size S từ 10 đến 13. 6004 size M từ 13 đến 16. 6004 size L từ 16 cho đến 19. 6004 size XL từ 19 đến 24. Và size lớn nhất là 6004 XXL từ 24 đến 32. Về thông tin chi tiết của sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào website thế giới mới gsc.vn hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp showroom để trải nghiệm sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.